Thưa quý vị và các bạn, tham dự kỳ thi Olympic Khoa học Quốc tế ISEI Show năm 2021, đoàn học sinh Việt Nam đã giành được thành tích ấn tượng khi cả 6 thí sinh tham gia kỳ thi đều đoạt giải với 4 huy chương vàng và 2 huy chương bạc. Theo đó, trải qua các cung bậc cảm xúc hồi hộp chờ đợi công bố kết quả tại buổi lễ bế mạc và trao giải, niềm vui của đoàn Việt Nam vỡ òa khi tên của các học sinh Hà Nội đại diện cho Việt Nam được vinh danh với thành tích xuất sắc. 6 trên 6 học sinh đạt giải với 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc trong đó 4 huy chương vàng bao gồm các em Lã Châu Giang, Bùi Tuấn Kiên, Nguyễn Phương Thùy, Trịnh Anh Minh, lớp 10 trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Hai huy chương bạc bao gồm Nguyễn Trịnh Bảo Như, Trịnh Ninh Ngọc Mai, lớp 10 trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Được biết đây cũng là thành tích cao nhất của Việt Nam sau 10 lần tham dự Olympic khoa học trẻ quốc tế AZSO.